Ok, xin chào anh chị. Thì trước khi mà vô cái clip á, thì em cũng có một cái kênh là tên là Hiếu BM Vlog. Thì cái kênh này là em sẽ chuyên review về những cái trại cá nè đó, và những cái chia sẻ về cái kinh nghiệm nuôi cá của em là như thế nào ở trên cái kênh này đó. Và nói chung là cũng những cái clip vui này kia về xoay quanh về chủ đề cá. Thì nếu anh chị nào mà có yêu thích đó, thì anh chị đăng ký ủng hộ em đó, thì cảm ơn nhiều. Còn cái kênh này là em sẽ bán cá và một tuần em sẽ cập nhật ít nhất là hai clip ở cá ở shop em đó. Anh chị cũng ủng hộ em nha, cảm ơn chị nhiều. Ok, xin chào anh chị. Thì hôm nay là em trong cái clip này thì em sẽ lên cho anh chị là về cái dòng cua đỏ thôi. Đó là con rất y đó anh chị. Thì đối với em thì coi Jenny đó, là coi Jenny nè, và coi rất y mà lên hai tay, full hai tay, và coi rất y là lên full một tay, đó là gọi là dương quá, và loại nhú tay đó. Thì là bốn loại đó về cái dòng cua đỏ này. Nhưng mà trước tiên mà em lên á, thì em trong cái clip này thì em cũng muốn chia sẻ một chút xíu cho anh chị đó về cái kiểu như mà cái cách mà anh chị đi mua cá, và cũng như là chia sẻ một chút xíu về cái dòng coi đỏ này cho anh chị. Nhiều khi những anh chị nào mà biết rồi thì thôi, nhưng chị nào mà chưa biết á, thì lần đầu tiên mà mua cá trên mạng cũng như lần đầu tiên mà anh chị biết cái dòng coi đỏ này á, thì em cũng chia sẻ một chút xíu cho anh chị đó. Thì cái thứ nhất á, là khi mà thường là mấy anh chị đi mua cá đó, thường là mấy anh chị đi mua cá là anh chị mua mua size, là anh chị muốn size là phải to phải bự đó. Anh chị mua size là phải to phải bự, mà nhiều anh chị thích là mua con cá là size bự bằng phải ngón cái như vậy nè. Anh chị thích cái mua con cá mà bự phải bằng ngón cái như vậy anh chị mới chịu đó. Thì em cũng nói anh chị, nói chung là size bự quá thì cũng có đó, những cái tiệm cá cảnh thì nó vẫn bán đó. Nó bán toàn là size rất là bự không à, size con cá mà size chằn chằn nhằn nhằn nha đó. Thì size bự quá thì ok vẫn có, nhưng mà anh chị, em nói anh chị như thế này, khi mà chị đi mua những con cá mà size bự như vậy á là nó quá già rồi. Cái thứ nhất là nó quá già quá rồi, mà nếu mà anh chị mà mua kiển về đem về kiển á thì tầm đâu anh chị nuôi đâu vài tháng nữa là nó đai rồi, tại vì nó đã già rồi anh chị. Với lại những con cá già vậy á, đâu hay lắm mà nó đẻ được cỡ 1 tháng 2 tháng nữa là đai, có nghĩa là đẻ 1-2 lứa nữa, đẻ được 1-2 lứa nữa là nó chết mất tiêu rồi. Với lại cái con mà con nó già quá đó, anh chị thấy là nó khi mà anh chị đem về á là nó, những con cá già là nó không còn bơi, nó không còn linh hoạt nữa. Thì nó già nó bơi rất là chậm anh chị đó, nó không còn linh hoạt, nó không còn giống như là cái dòng cá mà bể màu này, mà anh chị biết là cái dòng cá bể màu này nó rất là lanh đó. Anh chị động nước một cái là nó bơi tùm lum tùm la đó, bể màu này nó rất là lanh. Mà những cái con già đó, đó anh chị thích nó bự, nhưng mà đem về nuôi một thời gian là nó chết mất tiêu rồi, nuôi thời gian là chết rồi. Cho nên đừng có lựa, mà khi mà anh chị mua về đừng có lựa con cá bự quá. À, như là em bán anh chị là dụ như size anh chị lựa là tầm 2 tháng rưỡi, và cao nhất là anh chị nên lựa cái có tầm 3 tháng thôi đó. 3 tháng là cái con cá là ok, 2 tháng rưỡi là ok, đó là cái cỡ đó thôi. Thì về thì anh chị có thể là đẻ được 4-5 lứa thì mà con cá tơ nữa thì nó rất là đẹp, nó bơi nhanh được cái kiểu, chứ đừng có lựa anh chị đừng có lựa con cá to quá. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là em muốn nói với anh chị về cái dòng coi rất y này. Cái dòng coi rất y này là cái coi đỏ này nè, là nói chung là em cũng không có nhiều dạng dày dặn lắm, nhưng mà nói chung là em cũng có 2 năm kinh nghiệm về nuôi cái dòng cái coi đỏ này rồi. Thì em cũng chia sẻ cho anh chị mấy cái cơ bản. Thì nhiều anh chị là cũng vẫn chưa biết được là anh chị mới á, anh chị mới á là khi mà chị mua anh chị thấy cái đẹp mua thôi, nhưng mà cũng muốn tìm hiểu lắm, nhưng mà vẫn chưa biết được là phân biệt được là cái con coi gen y là như thế nào và cái con coi red y là như thế nào. Thì cái con coi gen y á là anh chị thấy là đây là con cá coi đỏ đúng không, con cá coi đỏ, nhưng mà cái con coi gen y á là nó chỉ là nó lên cái đầu đỏ như thế thôi, nó lên cái đầu của nó đỏ thôi, có thể là cái màu đỏ nó lem xuống cái lưng của nó luôn, nó lem xuống cái lưng của nó luôn. Nhưng mà nó hai cái tay của nó là chị biết là hai cái tay á, cái lỗ tai á nha, người ta gọi là cái lỗ tai của nó,
là nó không không có lên được cái đỏ, không lên được cái màu đỏ đó, nó không có lên được. Thì những cái con đó thì người ta gọi là coi 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 ren y, và những cái con coi ren y á thì là cũng là cái loại đó luôn, cũng là trong cái bầy đó luôn. Nhưng mà trong cái bầy đó thì nó lại lên, nó lại con cá nó sẽ lên được cái màu đỏ của cái tai á, dù nó lên cái đầu màu đỏ đúng không, xong mà nó lem luôn lên cái tai của nó, thì cứ mỗi lần nó chỉ là nó lem lên cái tai nó thôi thì mình sẽ gọi là coi ren y đó. Nó chỉ lem cái màu đỏ lên cái tai thôi, không cần biết là nó full hay là nó hai cái tay của nó full đỏ luôn hay là không full hay gì đó, nói chung nó chỉ cần nó lên được cái đó là người ta gọi là coi rất yêu. Thì đơn giản là như vậy. Thì là trong một bài như thế này nè, trong một bài như thế này thì anh chị có đâu, ví dụ như tùy bộ nha anh chị, tùy bộ đó, có thể là trong một bài 100 con thì nó có thể là lên 50-50 đó, 50% là nó lên coi xem đi không, là nó không lên được cái tay đỏ, còn 50% là nó sẽ lên được tay đỏ luôn. Đó là tùy được cái bộ, cái giống nó tốt hay không. Đó là em muốn nói với anh chị là như vậy. Là coi rất y là nó cũng như nhau thôi. Nó cũng là từ một bầy ra thôi chứ không có gì hết đó. Thì khi mà anh chị mua, đó anh chị muốn mà mua coi rất y về á, anh chị muốn để sau này cái đời con nó lên cái tay đỏ á, thì ok dài, ngon thì anh chị mua coi rất y, thì cái tỷ lệ mà sau này nó lên tay đỏ thì nó sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu mà anh chị mua coi gen y về, tại vì anh chị không có điều kiện á, anh chị mua rẻ rẻ hơn một chút thì thôi, là coi gen y nó rẻ hơn rồi thì nó không có lên được cái đó. Nhưng mà anh chị yên tâm là anh chị mua cái coi gen y về nó vẫn lên, nó vẫn đẻ được cho cái đời con á, là nó lên được cái tai bình thường luôn, tại vì nó trong cái bộ đó mà, tại vì nó trong cái bộ đó cho nên nó vẫn lên được nha anh chị, nó vẫn đẻ lên được. Thì em ngày xưa đó anh chị, em ngày xưa là hồi xưa là một cặp coi rất y là 500-600 ngàn một cặp chứ đâu hết đâu. Nó làm cho em ít khi nào em có tiền mua, mấy bạn mua một lần mua 10 cặp, đâu phải là mua ít mua nhiều đâu, mua ít đâu, họ phải mua 10 cặp vậy để là làm giống, mà em đâu có điều kiện mà mua lần 50 cặp như vậy. Thì em mua coi Sony, thì mua coi Sony về sau này nó vẫn đẻ ra anh chị, nó vẫn đẻ rất y bình thường, không có gì hết á, nó vẫn đẻ ra. Nhưng mà có thể là cho là cái tỷ lệ của nó không bằng, nó tỷ lệ nó không bằng thì nó chỉ lại nó không có bằng thôi. Ví dụ như nó đẻ ra vô 100 con nó lên được 20-30 con đó, nó vẫn lên bình thường chứ không phải là gì, nhưng mà có thể là cái tỷ lệ nó thua thôi. Nói chung là cũng tùy con thôi, tại vì nhiều khi những cái con coi mà rất yêu mà nó lên á full hai tay luôn, nhưng mà để con nhiều khi nó đẻ ra không có con nào lên tay luôn, không có con nào lên tay luôn. Nhưng mà em á có nhiều con coi sẽ đi bình thường thôi mà nó đẻ ra coi đời con nó lên tay rất là dữ luôn, rất là nhiều luôn. Cho nên là anh chị yên tâm nha, anh chị dành cho những anh chị nào mà muốn đem về anh chị làm giống nha, ở dành cho anh chị nào đem về anh chị làm giống để mà anh chị muốn cho cái đời con á, anh chị đẻ ra nó sẽ ok á, muốn cho bầy con sau này về con nào làm kiểng thì anh chị cứ lựa đẹp là quất thôi. Anh chị nào nếu mà mua về làm kiểng anh chị cứ lựa đẹp là quất, anh chị làm giống anh chị có điều kiện anh chị vẫn mua đẹp, càng đẹp thì nó ra cái đời con nó ngon. Nhưng mà nếu mình không có điều kiện thì mua coi Sunny nó vẫn vậy, nó vẫn lên tay bình thường, không có vấn đề gì cả. Đó thì đó kinh nghiệm của em muốn nói với anh chị như vậy. Và cái thứ nữa, cái nữa là em muốn nói về cái dòng coi rất y này, ở dòng coi đỏ này nè, là mỗi một trại, mỗi một chỗ bán nó đều khác nhau hết anh chị. Con cá nó đều khác nhau, nó không có giống chỗ nào đó. Tại vì nếu như mà các shop hay là các trại nó lấy chung một nguồn á thì không sao. Nhưng mà cái trại này nó nuôi coi rất y á, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh nè, cái con cá nó khác à. Còn ở nhiều như con coi rất y mà ở ví dụ như ở miền Tây, ở miền gì đó thì nó lại khác. Tại nói chung là mỗi trại nó cái con coi nó đều khác nhau hết anh chị. Tại vì người ta loi, người ta ghép chống máy, người ta lai tạo á, qua nhiều đời thì nó nhiều khi nó ra nhiều cái đặc điểm khác nhau chứ không phải là nó giống nhau. Cho nên anh chị đừng có so sánh là tại sao tôi mua cái con cá ở đây nó là nhìn nó khác quá vậy, cái này phải coi đỏ không hay là cái này phải không, tại sao nhìn nó có vẻ nó khác. Thì nói chung là mỗi chạy cái đặc điểm của con cá coi đó y nó khác nhau hoàn toàn, người ta lai tạo ra nó khác nhau. Ví dụ nha, ví dụ như ở cái chạy của em đi, em bán cho anh chị á, nhiều con nó con trống á, nó sẽ là cái lưng của nó nó sẽ tím tím, ánh tím tím một xíu, nó không phải màu đỏ nhưng mà nó lên màu tím, ở lâu lâu nó lên tím trắng. Thì nhiều anh chị không biết, anh chị cứ điện thoại hỏi con cá mua về nó bị nấm hay sao, hay là nó bị chè vải, hay là nó bị
bị kiểu như là bị ghẻ lở hay gì, nhưng mà không phải như vậy. Tại vì cái bộ cá của em là nó như vậy, bộ cá ngày xưa là em ghép với con trống AB sọt, con trống AB sọt, mà con trống AB sọt của em thì nó có cái lưng của nó là nó màu tím. Thì em sau này cái đời các con coi sen y của em thì nó mới lên được là cái màu cái lưng nó màu tím như vậy. Thì sẽ có nhiều con nó như vậy đó, không phải là con nào cũng vậy mà có một số con nó sẽ như vậy đó. Thì em gửi cho anh chị thì nhiều anh chị không biết, anh chị so sánh ủa sao con trống này nó cái vây đỏ, còn kia là vây tím. Và nói chung là nó cũng khác bộ nữa, mỗi chạy mỗi bộ nó không khác nhau nữa anh chị. Nếu mà ở gần gần chung với nhau thì chung khu vực với nhau thì có thể là cá nó giống nhau đó, tại vì cá này ông này lấy của ông kia lấy của ông nội thì nó chung bộ thì không nói rồi. Nhưng mà nếu ở xa xa, ở ông này ở thành phố, ông kia ở ở khu hay Tiền Giang hay gì đó, thì ông nuôi cá cái loại cái giống nó khác thì cũng là coi đỏ luôn. Nhưng mà ví dụ như cái bộ của em, ví dụ như nó đẻ ra thì nó con trống nó lên tay, khi mà từ lúc là nhỏ con trống nó lên tay nhiều đó, thì cái bộ của em nó vậy. Còn nhiều khi nhiều bộ thì của những người khác, ví dụ như đẻ ra là con mái, cái tỷ lệ mà con mái á nó lên tay nhiều, con trống thì nó không lên đó. Đó là tùy tùy bộ, là tùy người nuôi nữa, tại nó khác nhau là như vậy đó. Cho nên là anh chị đừng có so sánh là chạy này, nói chung là tùy anh chị thích cái bộ nào đẹp thôi, cái bộ nào con mới cá là như thế nào thôi. Chứ coi đỏ là anh chị so sánh là nhiều khi con này khác nhau hoàn toàn. Nhiều nhiều bộ nha, có đến khi mà 2 tháng rưỡi 3 tháng nó mới lên tay luôn. Nhiều bộ 2 tháng rưỡi 3 tháng nó mới lên tay luôn. Chứ không phải là đúng. Có nhiều bộ thì người ta bộ người ta tốt á thì tầm 1 tháng mấy là nó lên tay nó tiêu rồi. Nhiều con là 1 tháng nó đã lên tay luôn. Có những cái bộ dữ vậy thì em cũng có những con là tầm 1 tháng em cũng lên tay. Thì nói chung là cái bộ em cũng nói chung là làm giống cũng ok cũng được. Đó, anh chị có thể là chị đừng có ngại lấy coi sen y là nó rẻ tiền, là nó rẻ hơn là nó rẻ gì rồi nó không có lên tay được. Thì tuy là nó có thể là ít hơn nhưng mà nó vẫn lên bình thường không có gì hết anh chị. Đó. Ok, thì bây giờ là chuyên mục bán cá thì anh chị cũng biết là shop em là chuyên bán dòng coi rất y nha anh chị. Thì ở đây em bán nếu mà cái loại như thế này lên hai tay full ngon lành như thế này thì em sẽ bán cho anh chị là 250 một cặp. Nhưng nếu anh chị mua 3 cặp trở lên đó, là em sẽ bán là 200 một cặp. 3 cặp trở lên là em sẽ bán là 200 một cặp. Còn chị mà mua 1 cặp 2 cặp thì em sẽ bán là 250 một cặp nha anh chị. Đối với dòng coi rất y mà full hai tay như thế này. Rồi ok, đối với cái dòng mà coi rất y mà full một tay, người ta gọi là dương quá anh chị đó. Em gọi là dương quá vậy thôi. Đó là full một tay như thế này. Thì nó vẫn đẻ ra coi rất y full hai tay hay gì đó bình thường anh chị, không có vấn đề hết á. Nó vẫn đẻ thôi nhưng mà tùy anh chị thích hay không thôi. Thì đối với cái dòng như thế này thì em sẽ bán là 100 ngàn một cặp đó, lên full một tay như thế này 100 ngàn một cặp. Nếu mà anh chị á, lấy 5 cặp trở lên, đối với mẹ anh chị lấy 5 cặp trở lên thì em sẽ bán là 400 bán là 80 ngàn một cặp đó, 80 ngàn một cặp. Rồi ok, là đối với tiếp tục là đối với cái dòng coi gen ear, coi gen ear thì nó vẫn đẻ ra coi rất ear bình thường không sao hết. Thì ok, thì cái dòng này thì em sẽ bán là 40 ngàn một cặp nha anh chị, 40 ngàn một cặp. Nhưng mà nếu mà anh chị lấy trên 5 cặp á thì em sẽ tính là 30 ngàn một cặp thôi. Có nghĩa là anh chị lấy 5 cặp là em sẽ tính 150 một cặp thôi. Em xin lỗi, là em sẽ tính là 150 ngàn là cho 5 cặp. Đó là 30 ngàn một cặp. Đó thì đó, hôm nay là em chỉ bán con rất y thôi. Clip này là em bán con rất y thôi. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi hết cái clip của em luôn. Cảm ơn rất là nhiều nha anh chị. Có gì anh chị liên hệ Zalo đó, liên hệ Zalo, Facebook của em thì em sẽ trả lời.